vì cái điều đó nói là không có áp lực thì nó là không phải nhưng mà để mà nó áp lực quá thì nó cũng cũng không phải luôn thì chị cũng sẽ cố gắng chị làm kinh tế bây giờ nếu mà bây giờ chị không có làm được nhưng mà có thể là chị sẽ bán hết tài sản để cho nó có một cái cuộc sống tốt hơn và một cái môi trường học tập tốt hơn ờ, thì 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 chị cũng thì cũng sẽ làm và chị có thể đi về quê chị trồng, trồng, trồng rau nuôi cá cũng được miễn sao con chị nó có một cái cuộc sống tốt hơn nó vui vẻ hơn cuộc sống tốt hơn không phải là giàu có mà là nó giàu về cái tình cảm nó anh em nó yêu thương nhau đừng có phải mà kiểu chị thấy như vậy nè và chị sẽ cố gắng chị sẽ làm cho con chị nhận ra điều đó đến bây giờ chị thấy những cái người mà hay kiểu như hay ghét người khác hoặc là hay sân si với người khác chị không cảm thấy ghét người đó mà chị cảm thấy họ rất là đáng thương đây thực sự không phải là lý thuyết nha hồi trước chị thấy tự nhiên sao nói vậy vô duyên tự nhiên nói cái câu đó nó rất là vô lý nhưng mà bây giờ chị mới cảm thấy là nó điều đó là nó thực sự là đúng tại vì khi mà mình ghét người ta cái điều đầu tiên đó là mình mình cảm thấy khó chịu và cái cuộc sống mình nó sẽ bức bối trước trước cái 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 người kia người kia nhiều khi nó đâu quan tâm đâu cuộc sống mình nó thoải mái phải yêu thương nhiều hơn tự nhiên cái cái mình không có còn ghen ghét ai và mình sẽ còn không còn khó chịu khó, cái cuộc sống mình nó, nó thoải mái lắm và khi mà mình thoải mái mình suy nghĩ tích cực mình tự tin vào cái bản thân mình thì mình sẽ không ghét người khác được tại vì mình sẽ suy nghĩ được à khi mà mình là người ta là mình nhiều khi mình cũng sẽ làm như vậy đó mình thấy người ta hơn mình cái mình ghét người ta tức là một cái sự thiếu tự tin những người thiếu tự tin thường thường ghét những cái đối thủ của mình lắm trong kinh doanh cũng vậy nếu mà chị không thích người đó ha chị sẽ chị không có hại người đó bằng cách là chị sẽ chọt chỉ hoặc là làm cho người đó bị cái phốt gì đó mà chị sẽ phát triển cái sản phẩm của chị tốt hơn để cho mà chị cạnh tranh với lại cái người đó chị sẽ lấy khách hàng bằng cái sự tử tế của chị từ ở bên đó qua bên đây chứ chị không có chọc kiểu bên kia nó như vậy bên kia nó chị sẽ không làm điều đó tại vì khi mà chị làm điều đó, chị sẽ không tập trung được tại vì chị cái mà tập trung đó là cái cái ghét của chị chứ không phải là vào cái sản phẩm của chị thì khi đó thì cái sản phẩm của chị nó không có còn tốt nữa mà nó trở thành một cái sản phẩm rất là tệ khách hàng bây giờ người ta rất là hay chứ không phải như ngày xưa khách hàng người ta rất là thông thái người ta sử dụng cái sản phẩm của mình là người ta nhận biết ví dụ như bữa nay nó vậy, ngày mai nó khác khi mà cái tâm trạng em không tốt em không nấu ăn ngon em không có làm ra được cái gì tốt hết trơn á chị cảm nhận được điều đó có rất là nhiều loại thông minh khác nhau có người thông minh về thể thao thông minh về toán học thông minh về chơi nhạc hay cái gì đấy thì chị là một cái tiếp cái trí tuệ cảm xúc bên trong mình á nó rất là cao cái nội tâm nó rất là vững tự vàng tự nhiên nói chuyện với em chứ chị cảm thấy chị chị hay ghê <laughs> có thể là mọi người cũng có cái cảm nhận giống như em nhưng mà người ta ừ. không đủ ngôn từ để gọi tên nó ra ừ. chính xác là cái gì và trong cái cách chị giáo dưỡng con chị á em quan sát rất là nhiều những cái phụ huynh á người ta rất là yêu thương con của người ta nhưng mà nó dừng lại ở cái chỗ là con ơi con phải học này nè con phải lễ phép như thế này nè ừ. những cái gì mà thuộc về quy tắc á nhưng mà rất là ít phụ huynh nghĩ đến cái chuyện là củng cố sức mạnh nội tâm cho con mình ừ. đối với em cái điều đó là cực kỳ quan trọng luôn bằng chứng là trong xã hội hiện tại rất là nhiều người bị trầm cảm hoặc là những cái người trẻ khi mà đối diện với những cái tình huống mà không suôn sẻ ừ. không được như ý trong cuộc đời thì lại chọn những cái cách thức rất là tiêu cực để đối diện ừ. nên là ngoài cái việc mình cho con mình ăn cho con mình học ra thì mình phải dạy con mình cái cách để củng cố cái sức mạnh nội tâm nữa ừ. và mình không thể cho con mình cái đó nếu như chính bản thân mình cũng không có cái sức mạnh nội tâm là nó cực kỳ cực kỳ là, là quan trọng. tại vì nếu như mà cái tâm của em không có vững, cái bản thân của em không có tự tin về cái bản thân mình nữa, thì thật sự em không có làm được gì hết. đơn giản thôi, em làm chuyện đó cái không biết làm được không ta. nhiều khi mình làm không được. cái hư. còn đối với chị và chị cho con chị hư bỏ làm lại không sửa nha cảm mình cảm giác là mình sửa được thì mình sửa còn mình không sửa được bỏ làm lại từ đầu mặc dù lúc đó là mình sẽ cảm thấy bị mất mát hoặc là bị tổn thương nhiều nhưng sau đó là mình sẽ nhận được một cái kết quả hay hơn là mình sửa ví dụ như thay vì em cấm nó không nhảy thì em cứ cho nó nhảy đi để cho nó té xong rồi nó nó học được cái cách nó tự đứng lên như thế nào chứ nhiều khi em đỡ nó miết hoặc là em không cho nó té thì nhiều khi nó không có biết té là đau thì nó mai mốt là nó cứ gặp chỗ đó là nó sẽ không có làm nữa nó sợ đâm ra là từ từ nó sẽ bị thiếu tự tin và từ nhỏ nhỏ từ những cái nhỏ như vậy nó sẽ sinh ra cái lớn sau này nó lớn lên nó làm gì nó cũng sợ nó sợ người này nói nó sợ người kia nói rồi nó sợ không có tiền nó sợ bị vấp ngã nữa thì nó khi mà lúc mà vấp ngã nó sẽ suy nghĩ được không biết có ai đỡ mình hôn không biết mình nó sẽ phân vân rất là nhiều trước một cái sự việc nào đó mà nó không có quyết đoán được còn đối với chị là một là một hai là hai sản phẩm hàng hóa lên hư bỏ làm lại lỗ cái đó tao làm lại nhiều cái khác hơn tao lời nhiều hơn còn hơn khi bán cái này bán cái sản phẩm bị kém chất lượng này xong khách hàng chê chê luôn những cái sản phẩm lây luôn là người ta bị mất rất là nhiều bây giờ em bỏ cái này đi em làm lại cái khác ngon hơn tốt hơn một khách, giới thiệu hai khách, ba khách, bốn khách và nhiều khách hơn nữa. Khi mà em theo dõi những cái buổi phỏng vấn trước đó của chị trên mạng xã hội á, mình luôn cảm thấy cái sự vững vàng của chị trong cái việc là chị đối diện với những cái câu hỏi của người xung quanh về cái lựa chọn của bản thân mình. Thì hôm nay thì em rất là thông suốt tại sao chị lại có được cái sức mạnh trong cái lời chị nói đến như vậy. Thường thường á mình sẽ bị chi phối và bị cuốn theo rất là nhiều những cái giá trị nó không quan trọng như mình lầm tưởng mình sẽ bị chi phối bởi những cái tiếng nói xung quanh những cái giá trị mà xã hội đặt để và quy định cái đó là quan trọng để mình phải đua theo trong một cái cuộc chiến dài bất tận mà bản chất cuối cùng của cái hành trình đó nó không có ý nghĩa gì hết tại vì chị không quan tâm ví dụ như này, có nhiều rất là nhiều ý kiến như thế này nha chị là cái một cái người đàn bà ích kỷ một cái người uh, xấu tính là tại sao không nghĩ đến con không nghĩ đến suy nghĩ của con uh, tại sao không có, uh, con nít nó không có cha tại vì họ mặc định trẻ con đẻ ra là phải có cha rồi mới mốt con mình nó lớn lên giải thích nó sao thì mình sao mà nói vậy thôi đến bây giờ chị vẫn nói là chị đi làm thụ tinh cho em bé của chị chứ em bé của chị không hề có cha thì con chị nó vẫn hiểu điều đó Và chị dành tất cả tình yêu thương của chị cho nó Còn nếu mà thêm một cái người cha nữa thì cũng được thôi Lỡ mà em có một cái người cha nào đó Mà nó không có tốt thì Cái cuộc sống nó cả, có phải là tệ hơn không? Trong khi đó nó nghĩ Tại vì hạnh phúc, vui sướng là do bản thân mỗi con người cảm nhận được Chứ không phải là do một cái khuôn nào đó mà người ta đặt ra Là con chị nó nghĩ chị là một trăm phần trăm tình yêu thương và hạnh phúc của nó thì khi chị đổ dồn vô hết cho nó thì nó hạnh phúc thôi đó còn ví dụ như là người ta là có cha có mẹ mới đủ một trăm phần trăm thì là con, đứa trẻ đó nó nghĩ có cha có mẹ mới đủ một trăm phần trăm thì nếu mà cha mẹ không đủ thì nó cảm thấy bị thiếu thì nó không có hạnh phúc còn đối với riêng chị con chị là một trăm phần trăm là một mình chị thôi nó không có thêm người nào hết ví dụ như em ăn me đi em nghe em me em thèm không chua đã có nhiều người đâu biết cái me là cái gì tự nhiên nói me sao ta biết được mà người ta cảm nhận được cái điều đó cảm thấy nó ngon không có ngon đối với họ là nó ngon hoặc là lần đầu tiên người ta nghe nếm thử người ta thấy chua quá sao mà nó ngon bây giờ nó me trời ơi thèm nhỏ dại còn đối với con chị không chị có mẹ là một trăm phần trăm rồi bây giờ mẹ dồn hết toàn lực cho con rồi không có cái thêm cái nào vô nữa bây giờ nó thêm cái nữa là nó bị dư đó, nên nó không cần nó đâu có cảm giác Tại vì cái đâu. chuyện mà tốt xấu đúng sai thực sự nó mang cái giá trị tương đối thôi nó tốt với người này mà nó chưa đúng chắc rồi. nó tốt với người nọ và ngược lại đúng rồi. nhưng mà có một cái ưu điểm rất là lớn của chị là chị rất là trung thực với chính bản thân mình và với cả con mình nữa cái sự quyết định là ở con để làm chi để nó tự chịu trách nhiệm về cái cuộc đời nó giống như chị khi mà chị sinh tụi nó ra là chị cũng phải tự chịu trách nhiệm về những cái cái quyết định của chị và chị phải làm như thế nào để cho nó đúng đắn với cái quyết định của mình chứ không phải là mình quyết định mình đẻ nó ra rồi cái tự nhiên cái giờ mình uh, mình khổ quá cái mình lên mạng bây uh, giờ mấy chị ơi mấy chị ủng hộ em đi mua đồ ăn nuôi con. Ơ uh, cái quyết định nuôi con là của mình, không phải là ở khán giả, không phải là ở khách hàng nên họ không có cái trách nhiệm để mà mà giúp đỡ mình cái chuyện của họ ủng hộ mình hay không là cái sản phẩm của mình. Cái, cái cái sản phẩm nghệ thuật của mình, cái sản phẩm đồ ăn của mình, cái sản phẩm này kia là mình sản xuất ra thì là người ta mới ủng hộ cái đó, tại vì người ta ủng hộ cho bản thân người ta chứ không phải là ủng hộ cho mình. Sinh ra không có ai mà tự nhiên tốt đến mức mà phải tốt với một cái người nào đó thần tượng mà nó 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 vô điều kiện hết á. Trên đời này miễn phí là chỉ có cái cha mẹ mình mới miễn phí tình yêu của mình thôi, là vô điều kiện thôi, cho mình thôi chứ không có ai miễn phí.